Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và anh chị đã quay trở lại kênh của Song Thảo Ô Tô. Hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị những chiếc xe vô cùng hot để anh chị đi Tết. Trước mắt chúng ta là một chiếc xe Mazda 3, sản xuất năm 2019, màu đỏ pha lê, biển tỉnh. Nội thất kèm các anh chị nhá, màu đỏ pha lê, màu 46V đấy, biển tỉnh, chạy 10.000 km. Bản này của em là bản cuối năm của 2019, đã ra ghế điện rồi ạ. Anh chị nhìn ạ, màu đỏ pha lê nó khác hẳn so với bản màu đỏ thường. Và màu đỏ pha lê này thì đắt hơn các màu khác khoảng 8 triệu. Giá niêm yết trong hãng là đắt hơn 8 triệu. Xe rất là đẹp. Biển tỉnh anh chị nhé, chạy 10.000 km. Anh chị nhìn thấy hệ thống đèn không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy hệ thống đèn pha nó hơi khác so với bây giờ 2018 một chút. Nhìn kỹ thì sẽ thấy ạ. Còn nếu mà nhìn sơ qua thì các anh chị sẽ không để ý thấy đâu ạ. Đấy, hệ thống đèn rất là đẹp. Sản xuất 2019 anh chị nhá. Em sẽ quay cho anh chị xem về mã màu này. Đây là màu đỏ pha lê ạ. Rất là đẹp. Còn đây là la răng. La răng rất đẹp ạ. Lốp thì chạy có 10.000 km thôi, cho nên là rất dày. Còn rất là mới ạ. Đây anh chị có thể thấy không? Tay em để vào lốp rất là dài. Xe này em mới mua, em chưa dọn dẹp gì cả. Đây anh chị có thể nhìn nước sơn đấy. Em để trong showroom, hôm nay ngoài trời nó đang mưa nên em không đánh ra ngoài được. Thì anh chị có thể nhìn qua ở đây nhá. Chúng ta sẽ cùng ngắm chiếc xe qua showroom vậy. Showroom của em ở số 8 Thành Thái, chỗ công viên Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Anh chị nhìn thấy màu đỏ pha lê rất là đẹp. Ra ánh nắng thì rất là đẹp. Các anh chị nhìn màu dưới này thì nó sẽ hơi tối hơn. Nếu như mà anh chị đỗ xe ở trong một điểm khác thì ánh sáng nó sẽ khác, thì màu nó sẽ khác. Còn khi mà như trong xe, trong nhà của nhà em ấy, thì có ánh đèn chiếu vào ấy, thì anh chị nhìn thấy được màu đỏ pha lê cực kỳ đẹp. Phải nói là rất là đẹp luôn. Đây anh chị xem nhé. Đây em sẽ quay lốp đằng sau. Các anh chị có nhìn thấy không? Nó rất là dày, còn rất dày. La răng rất là đẹp, rất mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm khoang nội thất nhé. Các anh chị để ý dùm của em là đây là nội thất kem. Nội thất kem là rất là mới, gần như là ở thị trường xe cũ ngày hôm nay, ngày cuối năm 2019, ngày 30 tháng 12 năm 2019, chiếc xe này là duy nhất, không có chiếc xe thứ hai đâu ạ. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy này, ngay cả cái hộp tí tay này vẫn còn ni lông, vẫn còn nguyên ni lông đấy, rất là mới. Xe rất đẹp ạ. Các anh chị nhìn đây ạ, cánh cửa sau ạ. Cánh này anh chị nhìn có vẻ là hơi hơi cũ đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là nó không phải đâu ạ. Đây còn một lớp ni lông đấy, chưa bóc ra đấy ạ. Xe rất là đẹp và rất là mới. Anh chị nào muốn mua xe này thì hãy điện thoại cho em. Em là Song Thảo, số điện thoại của em là 0974 110794. Xe này của em thì nếu mua thì anh chị sẽ tiết kiệm được cỡ khoảng 100 triệu ạ. Cỡ khoảng 100 triệu so với xe mới ạ. Tiết kiệm được khoảng 100 triệu nhé. Xe rất đẹp ạ. Đây anh chị xem cánh cửa người lái đấy ạ. Ngay cả ở đây ạ, vẫn có ni lông dán đấy ạ, chứ không phải là xước đâu ạ. Ở dưới này thì chủ xe đã cẩn thận bọc thêm một lớp ni lông để cho đỡ bị xước sát đấy ạ. Rất là đẹp, những cái chi tiết này thể hiện là chủ xe rất là cẩn thận. Một điểm rất là đáng để cho chúng ta chú ý, đây là chiếc xe 2019 cuối năm thì đã ra bản có ghế điện ạ. Nếu anh chị nào mua vào đầu năm thì Mazda 3 vẫn chưa có ghế điện đâu ạ. Cửa nóc ạ. Em xin giới thiệu là nếu mà nội thất kem, đây anh chị nhìn thấy nội thất rất là mới ấy. Nội thất kem nhé, nội thất kem và ghế chỉnh điện thì cuối năm 2019 mới ra bản này. Đấy, đây, em sẽ cho anh chị xem đồng hồ công tơ nhé. Xe này của em biển tỉnh, em đã rút hồ sơ rồi anh chị nhé. Anh chị nào muốn mua thì em sẽ công chứng bán từ em đi thôi ạ. Giờ đây xe này của em chạy 11.000 km rồi ạ. Km zin không tua anh chị nhá. Km rất zin ạ. Và em không tua, nói không với tua. Anh chị xem này. Mọi chi tiết trên xe nhá. Còn dán nguyên của hãng. Đây em sẽ quay cho anh chị xem chi tiết này thì anh chị sẽ biết ạ. Đây ạ. Mazda 3 sedan 1.5. Màu 46V. Số khung đấy ạ. Số khung của hãng đấy ạ. Rất là đẹp. Đây là thông số kỹ thuật của chiếc xe.
Gần như trên chiếc Mazda 3 này thì có rất nhiều những cái tính năng mà anh chị và mọi người đều biết rồi. Em cũng chẳng cần phải giới thiệu gì thêm. Chỉ đây em sẽ chỉ cho anh chị một số những cái chi tiết mà chiếc xe này còn lưu lại rất là đẹp. Ngay ở đây vẫn còn ni lông đấy ạ. Tất cả những cái chi tiết mà được dán ni lông của hãng ấy thì chủ xe vẫn còn giữ nguyên. Chưa thì bóc tách gì cả. Rất là mới. Em không quay được phía bên phải này tại vì lý do là em đỗ xe sát tường rồi ạ. Em có thể quay cánh cửa để cho anh chị nhìn nhé. Tất cả mọi chi tiết đây, cả cái chỗ này cũng chưa cũng vẫn còn ni lông, xe rất là đẹp. Đây là bản phanh tay điện tử, bản Felix có phanh tay điện tử nhá. Từ cuối năm 2017 thì đã có bản Felix đã có phanh tay điện tử rồi ạ. Ở đây thì gần như anh chị nào mà muốn mua chiếc xe Mazda 3 mà muốn tìm hiểu về chiếc xe này thì cũng đã biết hết rồi ạ. Chúng ta em sẽ quay ngoại thất cho anh chị xem thêm một vòng nữa nhé. Trước khi kết thúc video và em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một chiếc xe để anh chị đi test. Dạ, rất là đẹp, rất là mới. Em nhắc lại một lần nữa nhá, chiếc xe này của em là Mazda 3 màu đỏ 46V. Sản xuất cuối năm 2019. Màu nội thất kem và có ghế chỉnh điện. Anh chị nhìn nhá. Màu rất là đẹp. Ở bên này của em thì em đang đỗ sát cho nên em chưa quay được cho anh chị xem. Xe rất là đẹp. Cam kết là không đâm va, không ngấm nước, máy móc nguyên bản. Em hỗ trợ vay được 75% giao xe toàn quốc ạ. Bao test hãng thoải mái. Em sẽ cho anh chị nhờ. Em xin phép quay hơi nhanh một chút tại vì em đang có khách ạ. Anh chị nhìn thấy chưa? Xe rất là đẹp. Đây nhá. Ngoài ra thì kể cả màu đỏ luôn. Em xin giới thiệu thêm một chiếc xe nữa. Đây là Honda City. Đây, anh chị nhìn thấy không? Màu đỏ mặt ạ. Bản top ạ. Đây anh chị nhá. Honda City Top sản xuất năm 2017. Bản top cuối năm 2017, giá bán hơn 500 triệu một chút. Biển Sài Gòn đã rút hồ sơ, nội thất đen. Anh chị có nhìn thấy không ạ? Em để trong showroom nên là hơi tối một chút, nhưng mà không sao. Quan trọng là chất lượng và máy móc của em zin. Ở đây thì là trên bản top này của em thì có điều hòa tự động. La răng xoắn ạ. Này, em sẽ cho anh chị xem nhé. Đây tổng thể chiếc xe là Honda City Top sản xuất cuối năm 2017, màu đỏ mặn, la răng hoa, điều hòa tự động. Xe này thì em vẫn hỗ trợ anh chị vay như chiếc xe kia, vay 75%, giao xe toàn quốc, bao test về máy móc, không đâm va, không ngấm nước, xe nguyên bản. Đây, em sẽ cho anh chị xem bên trong. Tại vì nó em đỗ sát vào tường nên em không quay được kỹ. Em đang có khách cho nên em xin phép hơi vội một chút thì anh chị nào xem thì thông cảm cho em ạ. Đây, anh chị xem là răng còn rất là đẹp, không hề bị xước sát hay chém gì cả. Lốp rất dày, lốp theo gì theo xe luôn ạ. Xe rất là đẹp. Đây, cả là răng trước này thế ạ. Rất là đẹp. Em cam kết về mặt chất lượng anh chị nhé, yên tâm. Nếu xe của em đâm va ngập nước, em sẽ tặng 100 triệu hoàn lại tiền cho anh chị. Quay về chiếc xe chủ đạo ngày hôm nay. Đây là chiếc Mazda 3 sedan màu đỏ. Màu đỏ 46V nội thất kem. Anh chị hãy ủng hộ em bằng cách like kênh và đăng ký kênh của em. Để mỗi lần em đăng clip lên thì anh chị sẽ được xem xe của em luôn. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video của em. Khi cần các anh chị hãy liên hệ qua số điện thoại của em 0974 110794. Em là Song Thảo. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em cảm ơn, em chào anh chị ạ.